Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải dự thảo sửa đổi thông tư số 12 năm 2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trong đó, có đề xuất bãi bỏ hình thức sát hạch trắc nghiệm trên giấy, chuyển sang thi trên máy tính. Đối với nội dung sát hạch lý thuyết, Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng việc sử dụng thiết bị công nghệ thông tin hiện nay đã trở nên phổ biến, nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, khách quan trong việc tổ chức sát hạch lý thuyết. Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất bãi bỏ hình thức sát hạch trắc nghiệm trên giấy. Vì vậy, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất quy định lộ trình để các địa bàn khác có khoảng cách đến trung tâm đô thị từ loại 3 trở lên trên 100 km phải sử dụng thiết bị chấm điểm tự động từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.